chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ Và Sau Cuộc Sống Brazil. Cả nhà ơi, khi mà cả gia đình mình quay trở về Brazil lại rồi á cả nhà, thì đến ngày hôm nay mình mới có thời gian để quay video, bởi vì trong một tuần qua mình rất là bận rộn với công việc giặt giũ, rồi dọn dẹp nhà cửa, dọn quần áo, rồi cho quà bánh mọi người nữa cả nhà. Nên là ngày hôm nay mình mới rảnh đi thực hiện video. Thì ngày hôm nay á, là chồng mình có mời có rủ hai em qua để ăn thịt nướng á cả nhà. Thì thịt nướng thì tại vì thứ nhất là do mình về đại Brazil cái mình thèm cái món này, thì đây là cái món thịt nướng truyền thống của Brazil đó cả nhà. Đây nè, chồng mình đang nướng than nè cả nhà, đang nhóm than à. Đây, mọi người đã đi mua thịt với lại bia lè dò nha cả nhà. Nước đá bi. Nước đá để ướp bia. Tại vì để nó bị dính nên là chồng mình đập cho nó rã ra. Rồi đổ vô thùng rồi bỏ bia vô ướp. Con Sam mới đi chợ dĩ ba về hả? Đổ nước đá vừa. Sam nè, sao mới đi chợ với ba về đó, sao mới đi mua thịt nướng về đó. Chị Beru đi đâu đó? Please get something hot. Than nó cháy cũng tàn à, chồng mình cho than vô thêm á cả nhà. Bữa nay mình vừa dọn nhà xong á thì bắt đầu trời đổ mưa quá, trời mưa luôn rồi, xong rồi tạnh mưa rồi mình phải đi dọn lại nha. Mà nước không mình sợ sao chảy ra sân nó tét ra nha. Trời ơi trời, thịt nướng Brazil ngon lắm nha cả nhà. Ở bên Brazil á cả nhà, người ta có bán tim gà nướng, có yêu không? Mình nhầm, người ta có bán tim gà nha cả nhà, người ta ăn tim gà, nhưng mà lòng gà hay là gì đó thì người ta không có ăn nha. Nhưng mà tim thì có nha cả nhà. Những cái lòng khác thì người ta không có ăn, nhưng mà tim gà là có. Vậy nên bây giờ là mình bắt đầu mình xỏ cả nhà, mình xỏ vô cái tim. Mình rửa xong cái mình xỏ với cái xiên tre mình nướng. Tại vì mình nói với chồng mình á là mình thèm cái món tim gà nướng. Sao anh đổ nước cả nhà? Một thì thôi được rồi. Dạ, super rồi. Cuối tháng tôi cày tôi kia rồi. Mình thèm cái tim gà nướng hay là chồng mình mua về á để nướng mình ăn. Chứ cho mình cho mọi người ăn chứ phải gì mình. Đó, bây giờ là đây nè, cái xiên tre nè cả nhà. Đó, bây giờ là mình xỏ qua vậy nè, xỏ tim gà vô cái mình nướng ngon lắm nha cả nhà. Thật ra thì bên Brazil á, cái phong cách thịt nướng bên Brazil á nó khác với bên mình rất là nhiều. Bên mình á trước khi nướng là mình ướp thịt đồ này kia đầy đủ gia vị rồi mới nướng đúng không? Còn bên đây á là khi mà trong lúc nướng á thì chia nè, trong lúc nướng cả nhà thì sẽ rắc cái muối hộp lên, cái rắc cái muối hộp á lên đây nè, đó, rắc cái muối hộp lên cái xiên thịt nướng hoặc là cái miếng thịt đó nướng để ăn. Và thịt bò nướng bên đây người ta sẽ không có nướng quá chín cả nhà, nghĩa là hai mặt nó sẽ nhẹ, trong nó sẽ màu có màu hơi đỏ đỏ, phải ăn vậy không à?
bên đây ta vậy. Nhưng mà mình thì mình ăn thì không có quen nha. Mỗi lần mình ăn thịt nướng là mình phải nướng thịt chín mình mới ăn được. Chứ mà vậy mình khó ăn cái mình ăn được. Chồng đó. Sỏ vô đâu mình nướng kia nha. Mình là thích ăn tiên gà nướng. Chia đã. Ở đây người ta cũng có ăn mề gà nha cả nhà, mề tim gà, mề gà. Mà mình không thấy gan gà nha. Mình không thấy trong siêu thị người ta bán gan gà hay gì. Chỗ bán thịt cũng thấy bán nữa. Tim gà, mề gà thì mình thấy. Ngày mai bên review là mai bên Brazil là lễ nha cả nhà. Bởi vậy chồng mình mới rủ hai em qua nướng thịt đây. Lễ nên là chồng mình hả tha hồ uống bia. Nói tha hồ chứ thật ra uống chỉ có già trai thôi. Để ngày mai ngủ, mai không ngủ nướng được. Cái này nó bị thiếu một cái rồi, còn có ba cái. Rồi xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cho lên chồng mình nướng nha. Mình sẽ đem cái tim này ra cho chồng mình nướng. Chồng mình có mua cho mình cái nước này nè cả nhà. Mình thích, mình từ hồi mà mình qua Brazil tới giờ là mình thích uống cái này lắm luôn cả nhà. Nó cái vị nó giống giống như cái hương vị của nó giống giống như nước sâm Việt Nam mình đó cả nhà. Dạng giống hơi giống thôi chứ không phải là giống hoàn toàn nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ đem ra cho chồng mình nướng. Làm có lấy nón của mình. Lấy nón của mình. Giờ này có nắng nào lấy nón chạy vòng con. Đây nè. Đấy, cả nhà thấy không? Thịt đó là để lên thang. Xong cái bắt đầu mình rắc muối hộp lên trên xung quanh này nè. Là xúc xích. Còn bánh mì này là bánh mì phô mai cả nhà, bánh mì phô mai tan chảy.